bên Việt Thái Food của chúng tôi hiện tại là với cái sản lượng sản xuất trên một ngày nó ra khoảng tầm 2 tấn. Sản phẩm của chúng tôi thì đang lấy ở bên nhà máy sản xuất Việt Thái. Thị trường chính của chúng tôi là bên Đức, EU. Với sản lượng khoảng 2 tấn trên ngày, bốn mì gạo Việt Thái Food của Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đang có mặt ở khắp thị trường trong nước và một số nước trên thế giới, đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ thương hiệu của nhà máy trên con đường hội nhập. Đây là nhà máy sản xuất bún mì gạo Việt Thái, được đóng trên trục đường tỉnh lộ 288 thuộc địa phận xã Đôn Bái, con đường kết nối từ thị trấn Thắng, trung tâm của huyện Hiệp Hòa đi vành đai 4 xã Đông Lỗ. Những chuyến hàng lớn được xuất kho như thế này được vận chuyển đi các địa phương là rất thuận lợi, tạo điều kiện cho các nhà phân phối trên toàn quốc giao dịch thường xuyên. Với địa lý thuận lợi, quy mô sản xuất, Việt Thái Food của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có đội ngũ nguồn nhân lực dồi dào, đáp ứng yêu cầu sản xuất mỗi ngày. Hiện giờ là bên sản xuất của bên Việt Thái Food với số lượng người là 15 người là sản xuất trực tiếp. Ngoài ra còn bộ phận là quản lý KCS và bộ phận bán hàng, bộ phận là chăm sóc khách hàng và bộ phận là xuất khẩu. Và với cái sản lượng sản xuất trên một ngày nó ra khoảng tầm 2 tấn. Thì những cái sản phẩm của chúng tôi bao gồm có là bún gạo trắng, mì trắng và bún gạo lứt và bún gạo là gạo tím than. Đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, công ty cổ phần Việt Thái Food đã đầu tư toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc hiện đại để sản xuất. Quy trình sản xuất bún mì gạo của Việt Thái Food được thực hiện khép kín. Các công đoạn như vo gạo, xay gạo, lọc khô, sấy khô đều do máy móc đảm nhiệm, không cần dầu mỡ để làm chân bánh theo cách làm truyền thống như trước. Nên bún mì gạo của Việt Thái Food luôn có mùi thơm tự nhiên của hạt gạo và thời gian lưu trữ cũng được lâu hơn. Trong quá trình sản xuất thì bên Việt Thái Food của chúng tôi thì đã áp dụng cái phương pháp sản xuất là phòng kín, phòng lạnh để mà ngâm ủ gạo trong một cái khoảng thời gian là cho phép và sau đó là sẽ chuyển sang cái bộ phận là sấy lạnh để sấy kín hoàn toàn ở trong buồng kín, không phụ thuộc bởi cái yếu tố về thời tiết hay là môi trường nắng mưa gì cả, khói bụi. Cho nên là sản phẩm của Việt Thái Food của chúng tôi rất đảm bảo. Bằng quy trình sản xuất theo công nghệ hiện đại, hiện nay Việt Thái Food của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã sản xuất 3 sản phẩm chính. Đặc biệt là rất chú ý nhập các nguyên liệu để ra đời các sản phẩm ngon, cạnh tranh được với thị trường khó tính hiện nay. Thì những cái sản phẩm của chúng tôi bao gồm có là bún gạo trắng, mì trắng và bún gạo lứt và bún gạo là gạo tím than. Đấy, hiện tại là cái vùng nguyên vật liệu của chúng tôi ấy, ví dụ như là cái gạo lứt thì chúng tôi đã làm việc với các doanh nghiệp và hợp tác xã ở Điện Biên để mà mình có thể lấy được cái nguồn gạo từ cái vùng núi phía Bắc của Việt Nam của chúng ta. Thì nó rất là phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng. Khi dùng những cái sản phẩm về gạo ở cái vùng cao này thì sản phẩm của chúng ta ăn ra ấy, thì nó sẽ rất là thơm và ngon và rất là có vị là khá đặc trưng của vùng miền. Trong các sản phẩm, nhu cầu nhập tại siêu thị lớn ở các thành phố với bún mì gạo lứt là rất lớn. Vì sản phẩm này là rất phù hợp với những người béo phì, muốn giảm cân hoặc mắc một số bệnh khi có nhu cầu ăn kiêng. Vì thế, sản phẩm này được chế biến từ những hạt gạo lứt dinh dưỡng, huyết rồng hữu cơ, đặc sản của Tây Bắc, trồng tại Điện Biên, có màu nâu tím đẹp mắt, đã kích thích vị giác, sử dụng cho nhiều món ăn từ chiên, xào đến món nước rất phong phú. Vậy vì sao công ty lại chọn nguyên liệu từ nơi đây để có sản phẩm bún mì ngon như vậy? Được kết tinh từ mảnh đất màu mỡ của cánh đồng Mường Thanh, cánh đồng lớn nhất khu vực Tây Bắc, hạt gạo Điện Biên mang trong mình vị ngọt, độ dẻo và hương thơm khó quên. Theo người dân ở đây, gạo Điện Biên thơm ngon nổi tiếng như vậy là vì cây lúa được gieo trồng trên cánh đồng Mường Thanh bằng phẳng, màu mỡ, được tưới mát bởi dòng sông nậm rốm trở nặng phù sa của rừng già, núi cao.
mọi tinh túy, đất trời đều hội tụ trong từng thớ đất, nuôi cây lúa chữ bông, tạo nên mùi thơm và độ dẻo của hạt gạo. Riêng với bún mì gạo Hoàng Kim thì có màu đen tím được nhập nguyên liệu gạo từ miền Nam. Còn loại phổ thông nhất là bún mì gạo trắng được làm từ gạo Khang Dân, gạo bao tai hồng nhằm đáp ứng được mọi thị hiếu của khách hàng như nấu ăn hàng ngày hoặc cung cấp cho các hàng phở, các công ty doanh nghiệp phục vụ bữa ăn cho công nhân, v.v. Cái thứ hai nữa là hiện tại chúng tôi đang có một cái dòng sản phẩm nữa là cái bún gạo Hoàng Kim. Thì là cái vùng gạo là ở miền Nam, gạo này sẽ cho ra cái dòng sản phẩm là cái bún nó màu đen, màu tím. Thế còn cái thứ ba nữa ở đây nữa thì là nó là cái dòng gạo phổ thông mà chúng tôi đang dùng, chủ đạo là sẽ sử dụng hai dòng sản phẩm, gạo là gạo Khang Dân và gạo là bao thai đó. Thế thì về cái sản phẩm phổ thông là bún trắng và gạo trắng thì cũng rất được là khách hàng họ yêu quý và sử dụng, rất là phổ thông. Sản phẩm của Việt Thái Food đều qua dây chuyền máy móc hiện đại, quy mô sản xuất khép kín, nên bún mì gạo đều đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, không chất phụ gia, không chất bảo quản và đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất. Sản phẩm được đóng gói đẹp và có mã QR truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Điều này đã giúp cho các nhà phân phối tin tưởng thực sự. Tôi chọn sản xuất cơ sở này bởi vì là nó đáp ứng đủ cái tiêu chí. Thứ nhất là về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai là về các bạn ấy là đội ngũ trẻ, rất là chịu khó cải tiến cái phần công nghệ. Từ nguyên các bạn đã kiểm soát được từ cái nguyên liệu đầu vào cho đến là đầu ra của sản phẩm. Bạn ấy cũng, cơ sở này cũng rất là cái một cái thứ ba là rất là chu đáo trong cái việc mà xin cấp các cái chứng chỉ như là chứng chỉ ISO 22000-2018, là chứng chỉ mà hiện nay đang là cái chứng chỉ mà được công nhận toàn cầu. Một cái nữa là vì là cái cơ sở này thì thực ra thì tôi cũng đi cả trong thành phố Hồ Chí Minh nữa, nhưng mà ở đây thì nó đã đáp ứng được những nhu cầu về vệ sinh an toàn như trên tôi nói, và cái nữa là nó lại cũng gần cho cái địa bàn nơi tôi sinh sống. Tôi chọn nhà máy Việt Thái Food làm cơ sở sản xuất bởi vì nhà máy Việt Thái Food đáp ứng được ba yếu tố tiêu chí của bên tôi là không có chất bảo vệ thực vật, không có yếu tố kim loại nặng trong sản phẩm và không có chất bảo quản. Thị trường chính của chúng tôi là bên Đức, EU. Tuy nhiên, trong tương lai chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được những thành tựu tốt hơn, xuất thêm nhiều nước trên thế giới. Có được các nhà phân phối lớn như ở Hà Nội thế này, thông qua chất lượng sản phẩm, Việt Thái Food đã đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2022 và đã được giới thiệu tại các hội chợ lớn để quảng bá thương hiệu của mình. Tham gia gian hàng của huyện Hiệp Hòa, ngoài các thương hiệu như bánh Trưng Vân, chám đen O Muối, còn có bún mì gạo lứt của công ty cổ phần Việt Thái Food. Đây là sản phẩm mới được đưa ra thị trường và là lần đầu tiên được giới thiệu tại một sự kiện lớn. Đây là một lần đầu tiên chúng tôi được tham gia một cái sự kiện tầm cỡ quy mô quốc gia, và trong cái hội nghị sở hữu trí tuệ toàn quốc này cũng là một cái dịp để chúng tôi chính thức ra mắt sản phẩm Việt Thái Food, để chúng tôi có cơ hội quảng bá sản phẩm của Việt Thái Food ra cộng đồng cũng như là các cái tỉnh thành trên toàn quốc. Mặc dù là những bước đầu, song với chất lượng sản phẩm và uy tín trên thị trường, mỗi ngày Việt Thái Food sản xuất khoảng 2 tấn các loại, bao gồm bún mì trắng và bún mì gạo lứt, để đảm bảo vừa bán buôn bán lẻ, nhập tại các siêu thị hoặc các trung tâm thương mại và xuất khẩu theo các đơn đặt hàng ra nước ngoài. Hiện nay là bên Việt Thái Food của chúng tôi đã sản xuất ra những cái dòng sản phẩm chủ đạo, chủ lực để mà đưa ra ngoài thị trường. Chủ yếu là chúng tôi sẽ đưa vào triển khai vào hệ thống các siêu thị OCOPMAX và hệ thống những siêu thị lớn ở Việt Nam hoặc là những cái trung tâm thương mại. Hơn nữa thì chúng tôi đang có triển khai những cái chương trình xuất khẩu, ví dụ như là thị trường của Đức, của Nhật, của Algeria, của Nga và một số nước Ả Rập.
Đó. Thế thì các sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm tra và đánh giá đạt chất lượng chứng chỉ ISO 22000 để đủ chỉ tiêu xuất khẩu ra thị trường của thế giới. Vâng. Chia sẻ thành công bước đầu của nhà máy, ông Toàn cho biết bí quyết cùng với máy móc hiện đại, cách pha chế, quy trình sản xuất khép kín thì nguồn nước chế biến là cực kỳ quan trọng. Hiện nay nguồn nước tại xưởng sản xuất của Việt Thái Food đã được xử lý theo công nghệ đảm bảo để chế biến sản phẩm ngon và có chất lượng. Với quy trình sản xuất khép kín là từ là nguyên vật liệu đầu vào đến là quy trình chế biến sản xuất, và đặc biệt hơn nữa là để mà sản phẩm cho ra được cái dòng sản phẩm nó ngon thì cái yếu tố về cái nguồn nước nó rất là quan trọng, thì đã được là doanh nghiệp bố trí hệ thống xử lý nước là nguồn nước đầu vào để làm sao mà chúng ta sẽ kiểm soát được là cái vi lượng hàm lượng của nước để làm sao nó đảm bảo vấn đề về an toàn vệ sinh. Trên cơ sở nhu cầu của thị trường trong nước và các đơn đặt hàng xuất khẩu ra nước ngoài ngày càng tăng cao, Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Thái Food Hiệp Hòa cho biết. Cái hướng sắp tới của bên Việt Thái Food chúng tôi sẽ triển khai mở rộng nhà máy với quy mô là 1 hectare với diện tích nhà xưởng 3.000m2 để đảm bảo được cái số lượng sản lượng và đủ khả năng là làm việc với những nhà sản xuất và xuất khẩu để đáp ứng được cái thị trường trong nước và xuất khẩu. Bún mì gạo của Việt Thái Food Hiệp Hòa đang trên đà phát triển. Điều này khẳng định chất lượng hạt gạo và công nghệ sản xuất tiên tiến của Việt Nam, giải quyết được nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời còn khẳng định sự sáng tạo, sự mạnh dạn tự tin của Việt Thái Food trên thị trường hội nhập. Với sự phát triển mạnh mẽ hiện nay, Việt Thái Food Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang sẽ góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau anh luôn trang VN Express cho em. Cho ai đến lại đi. Không phù đến, mà đến nữa đúng không?